Kính thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem, đây chính là hình ảnh ở bên trong khu vực chợ Đồng Xoài, bên trong khu vực bị phong tỏa. Tất cả mọi hàng quán đều ngưng hoạt động. Vắng lặng, một sự vắng lặng đến rợn người. Quý vị thấy, vô cùng yên tĩnh. Và tôi nghĩ rằng cái hình ảnh này là lần đầu tiên trong suốt 200 năm qua, lần đầu tiên chợ Đồng Xoài được mệnh danh là một trong những cái chợ sầm uất nhất của tỉnh Bình Phước lại có khung cảnh này và hình ảnh này. Quý vị à, ngày hôm nay chúng ta cũng đừng trách những người dân của chúng ta, bởi vì tất cả những người dân, ai họ cũng vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền, vì gia đình và con cái. Và những cái người dân của chúng ta mà bị nhiễm bệnh đó, họ cũng đã quá đau khổ rồi quý vị. Nếu có trách thì hãy trách cái người nào đã tạo ra cái con virus corona này để làm cho thế giới, để làm cho con người phải điên đảo vì nó. Còn tất cả những người dân chúng ta cũng như là trên thế giới, họ cũng là một con người nhỏ bé mà thôi, và họ không thể nào chống lại được. Những cái con virus corona này quý vị ạ, ngày hôm nay tôi quay lại những hình ảnh này coi như là một kỷ niệm không thể nào quên. Bởi vì có thể rằng 200, 300 và 500 năm sau thì chúng ta sẽ không còn được thấy một cái hình ảnh như thế này nữa. Kính thưa quý vị, và đó chính là chợ Đồng Xoài, một cái chợ rất đông đúc và sầm uất. Ngày ngày biết bao nhiêu người người buôn kẻ bán, rất là tấp nập và rơm rạ. Thì ngày hôm nay nó vắng lặng cách lạ thường, cách gọi là lạnh cả sống lưng quý vị à, khủng khiếp. Và cũng để cho mọi người thấy rằng cái sự nguy hiểm của con virus corona này nó như thế nào, để chúng ta có biện pháp để phòng tránh dịch tốt hơn quý vị nhé. Và tôi cũng mong tất cả quý vị rằng chúng ta cũng đừng nên trách móc nhau để làm gì cả, bởi vì lỗi ở đây không phải là do chúng ta, mà do người đã tạo ra cái con virus này, có thể là Thượng Đế hay là một người nào đó tạo ra nó với một cái